Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên. Galaxy S25 series sẽ không được trang bị những gì tốt nhất của Samsung. Báo cáo mới nhất về dòng S25 của Samsung cho thấy hãng sẽ không trang bị công nghệ màn hình tốt nhất cho mẫu flagship này. Cụ thể, theo Electronic Newspaper, Samsung quyết định cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng tấm nền OLED với vật liệu hữu cơ M13 thay vì là M14, một vật liệu tiên tiến hơn đang được sử dụng trên iPhone 16 Pro và Google Pixel 9 Pro. Vật liệu M14 sáng hơn, hiệu quả hơn từ 20-30% và có tuổi thọ cao hơn từ 10-20% so với M13. Điều này đồng nghĩa với việc màn hình của S25 có thể kém sắc nét và kém bền bỉ hơn so với các đối thủ. Mặc dù chiến lược này có thể giúp Samsung giảm chi phí sản xuất, người dùng vẫn kỳ vọng hãng sẽ tìm ra giải pháp để có thể duy trì chất lượng hình ảnh và hiệu năng của dòng máy một cách tốt nhất. Tin tức tiếp theo, cực phẩm trong phân khúc flagship. Redmi GT 7 Pro dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 4 tháng 11, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm đẳng cấp với thiết kế và cấu hình vô cùng ấn tượng. Sản phẩm có 3 tùy chọn màu sắc độc đáo tạo nên sự cá tính khác biệt cho người dùng. Đặc biệt, phiên bản Max Exploration có mặt sau hoa văn nổi bật. Về cấu hình, GT 7 Pro được trang bị màn Eco Sky Screen tiên tiến, hỗ trợ độ sáng tối đa 2000 nits, độ phân giải 1.5K cùng các đường cong siêu nhỏ ở cả 4 cạnh, tạo trải nghiệm hình ảnh sắc nét và sống động. Camera hình vuông của máy bao gồm 3 cảm biến cùng đèn flash LED kép, mang lại chất lượng chụp ảnh chuyên nghiệp. Sức mạnh của máy đến từ Snapdragon 8 Elite và hệ điều hành Redmi UI 6.0 trên nền Android 15, đảm bảo hiệu năng vượt trội. Thiết bị bước đầu sẽ ra mắt tại nhiều thị trường như là Malaysia, Thái Lan và Đức. Đặc biệt, đây là mẫu smartphone đầu tiên chạy Snapdragon 8 Elite tại Ấn Độ. Với sự kết hợp giữa thiết kế và hiệu năng cao cấp, đây sẽ là cực phẩm trong phân khúc flagship, đủ sức cạnh tranh với mọi đối thủ. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Redmi hủy bỏ kế hoạch ra mắt flagship nhỏ gọn. Gần đây có một số tin đồn cho rằng Redmi đang phát triển một chiếc flagship nhỏ gọn thuộc dòng K80 với màn hình 6,3 inch, pin 6000 mAh và chip mạnh mẽ, một là Dimensity 9400, hai là Snapdragon 8 Elite. Tuy nhiên thì báo cáo mới nhất từ Digital Chat Station trên Weibo tiết lộ rằng Redmi đã quyết định không tiếp tục sản xuất mẫu điện thoại có kích thước nhỏ gọn này. Thông tin này gây tiếc nuối cho nhiều người dùng yêu thích thiết bị flagship nhỏ gọn vốn trở nên hiếm trên thị trường. Thay vào đó, người dùng có thể tìm đến Vivo X200 Pro Mini, một lựa chọn mới trong phân khúc điện thoại cao cấp nhưng vẫn giữ được thiết kế tinh gọn. Mặc dù sẽ không có phiên bản flagship cỡ nhỏ, Redmi dự kiến vẫn sẽ ra mắt các mẫu K80 và K80 Pro thông thường tại Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu của người dùng về cấu hình mạnh mẽ và thiết kế ấn tượng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.